Đừng lo lắng, làm việc chậm rãi và cẩn thận. Cái này lo cũng không lo được. Vẫn là phải vài ngày, ít nhất cũng phải 3 ngày. Ai vậy? Anh phải nghe điện thoại của người ta đi. Đây không phải là đang bận sao? Nghiêm cấm gọi đó. Tôi nghe chuyện của hai người rồi. Tôi cảm thấy Nghiêm Cáp làm không sai. Anh hiểu cái gì? Anh bắt sai người rồi. Người ta đến thả người giúp anh. Đây không phải là giúp anh sao? Ai nói tôi bắt nhầm người? Hơn nữa cô ấy đó là giúp tôi sao? Đó là gài tôi. Thời gian 3 ngày cũng không cho. Khúc Giang Hà, anh ra đây cho tôi. Sao cô ấy biết tôi ở đây vậy? Em nói hả? Anh có thể làm gì tôi? Anh đợi đó. Anh tự xem đi. Đều là tố cáo anh. Câu Kiến Thiết này không phải là được cô thả rồi sao? Tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Được thôi, vậy anh tính sổ với tôi đi. Lúc đó anh chạy cái gì mà chạy? Tôi nói cho anh biết, bây giờ không chỉ là một chuyện của Khâu Kiến Thiết nữa. Anh có phải đâm người ta không? Sau đó mặc kệ. Chuyện này do tôi. Tôi không mặc kệ, tôi quên mất. Đâm người rồi, chuyện lớn như vậy cũng quên được. Không phải, lúc đó tôi cũng nói rồi, cho dù trách nhiệm có phải tôi hay không, tất cả phí thuốc men đều tính cho tôi. Vậy anh trả tiền gì cho người ta chưa? Đó không phải là sau khi đâm xong liền có án mạng sao? Tôi vẫn luôn bận chuyện mà. Hơn nữa cái gì? Không có gì. Giang Hà, tôi nói cho anh biết, chuyện anh bị người ta tố cáo, tôi tìm anh nói chuyện riêng. Tôi làm như vậy là trái kỷ luật. Tôi hiểu. Gây thêm rắc rối cho cô rồi. Tôi biết gần đây anh có áp lực lớn. Nhiều vụ án anh cũng vội phá án, nhưng vội vàng lại không giải quyết được vấn đề. Nhưng không vội càng không giải quyết được vấn đề. Anh có phải gặp vấn đề khó gì không? Cần giúp không? Không sao. Chúng ta đi dạo đi.